Hà Chí Quang bị mỉa mai nhà vô phúc, tình đồng giới Thanh Đoàn liền lên tiếng đáp trả gượng gắt. Không những sở hữu sự nghiệp ổn định, Hà Chí Quang và Thanh Đoàn còn nhận sự ủng hộ nhiệt tình từ gia đình khi quyết định bên nhau. Từ đó, chuyện tình đẹp của cặp đôi trở thành nguồn cảm hứng cho những người thuộc cộng đồng LGBT. Dẫu vậy, vì sự nổi tiếng, Hà Chí Quang và Thanh Đoàn không ít lần bị dư luận mỉa mai, bình luận không hay về mối quan hệ đồng giới. Trước những ý kiến tiêu cực về mối quan hệ của cả hai, Thanh Đoàn bộc bạch, từ lúc cả hai bắt đầu quen nhau đến nay, chỉ biết tập trung làm việc. Hai đứa có nói với nhau rằng phải thật thành công hơn nữa để lo lắng cho cha mẹ chu toàn và cũng muốn cho xã hội thấy rằng năng lượng tích cực của cộng đồng giới tình chúng tôi. Tuy nhiên, dù mình làm có tốt như thế nào, tài giỏi và thành công như thế nào, không làm ảnh hưởng đến ai thì cũng chẳng chặn được những bình luận tiêu cực. Có người nói rằng sao hai thằng con trai mà lại yêu nhau, chắc cha mẹ hai bên xấu hổ lắm, gia đình vô phúc, thậm chí còn có những lời nói nặng hơn nữa. Nhưng thôi, miệng là của thiên hạ, cuộc sống là của mình, mỗi người đều có một suy nghĩ khác nhau, vậy nên đừng bao giờ bắt người khác phải sống và làm theo ý của mình, Thanh Đoàn chia sẻ thêm. Thật sự cảm ơn ba mẹ hai bên rất nhiều vì đã yêu thương, hiểu và chấp nhận tình yêu của hai đứa. Kể từ ngày bắt đầu quen nhau đến nay, ba mẹ chưa bao giờ buồn hay ngăn cấm điều gì cả. Ba mẹ còn nói miễn hai đứa hạnh phúc là được, Thanh Đoàn nhắn nhủ với ba mẹ. Trước đó, khi đối mặt với những ý kiến trái chiều, Thanh Đoàn từng chia sẻ, có người hỏi Đoàn rằng khi có một số bình luận tiêu cực thì Đoàn có buồn không? Thật ra là có buồn chứ, vì Đoàn cũng là con người mà, đâu phải sắt đá đâu mà không biết buồn, nhưng đã quen với điều này rồi. Nhưng Đoàn nghĩ miệng là của thiên hạ, cuộc sống là của mình, đời người chỉ có một lần duy nhất để sống mà thôi, nên sẽ cố gắng sống cho hạnh phúc của mình là đủ. Thanh Đoàn còn chia sẻ thêm rằng mẹ của anh có lần còn nhắn nhủ cả hai đừng bỏ nhau, hãy ở bên thật lâu. Bên cạnh đó, cặp đôi còn tiết lộ vào cuối năm nay sẽ cùng nhau đón hai thiên thần nhỏ. Hà Chí Quang và Thanh Đoàn nhận được nhiều sự chú ý và yêu mến từ khán giả Việt. Sau khi ra mắt gia đình hai bên, cặp đôi càng thêm thoải mái trong việc chia sẻ những câu chuyện đời thường, tình cảm của nhau. Được biết, Hà Chí Quang và Thanh Đoàn luôn đồng hành cùng nhau trong các lịch trình làm việc, cuộc sống sinh hoạt hay đi du lịch. Trước đó, trên trang Facebook cá nhân, Thanh Đoàn đã bộc bạch những tâm tư lo lắng và đầy yêu thương về Hà Chí Quang. Được biết, Hà Chí Quang hiện tại đang tham gia một dự án phim, tuy nhiên vẫn luôn dành thời gian để chăm sóc, bồi đắp tình cảm với nóc nhà. Thanh Đoàn chia sẻ, thương sáng phải thức dậy đi quay sớm, đi quay thì điện thoại về liên tục, em ăn gì chưa, ăn đi để đói. Chiều Đoàn làm phim vừa nghỉ giải lao vẫn không chịu nghỉ ngơi chút cho khỏe mà chạy nhanh về mua hai bịch bánh hai đứa ngồi ăn. Ăn mới một nửa bánh mì thì Đoàn làm phim điện tới cảnh quay tiếp theo là bắt đầu chạy đôn chạy đáo đi nữa rồi, thương chưa? Khán giả phim truyền hình Việt Nam chắc hẳn quen mặt với nam diễn viên Hà Chí Quang. Anh thành công khi hóa thân thành các nhân vật trong Rau Muống Tháng 9, Chiếc Vòng Ngọc Huyết. Lời sám hối, anh sở hữu ngoại hình sáng, điển trai và đôi mắt được khen ngợi vì biểu cảm đa dạng. Ngoài sự nghiệp, nam diễn viên khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Trước khi có được những thành công qua các vai diễn, Hà Chí Quang từng sợ hãi khi bước chân vào showbiz. Tôi từng khóc tức tưởi, sợ hãi, chán nản và hoang mang khi bị ăn hiếp, bị phân biệt đối xử ngay tại trường quay, nam diễn viên chia sẻ với VN Express. Nói về việc sống kín tiếng và không có nhiều mối quan hệ với đồng nghiệp showbiz, Hà Chí Quang cho biết anh là người nhút nhát. Hơn nữa, những ảnh hưởng về mặt tâm lý trong thời gian đầu đóng phim cũng khiến anh phần nào trở nên e dè, hạn chế tiếp xúc. Nam diễn viên Rau Muống Tháng 9 cho biết gia đình là hậu phương vững chắc để anh tiến bước trong sự nghiệp. Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hà Chí Quang cố gắng giữ đời tư lẫn sự nghiệp của mình được trong sạch. Tuy nhiên, anh cũng có lúc vướng vào câu chuyện hài hước về tình ái. Tháng 5 năm 2021, nam diễn viên Lời Sám Hối bị nghi ngờ sẽ kết hôn cùng Hồ Bích Trâm. Ngay lập tức, anh đã lên tiếng đính chính khẳng định cả hai chỉ là bạn bè thân thiết.